Kính chào tất cả các bạn, mình Hồng Nguyên đây. Hôm nay mình sẽ đến cho các bạn bài ngữ pháp thực chiến, bài số 2. Thì hiện tại đơn để tiếng Anh của bạn trở thành tiếng Anh giao tiếp thành công nhé. Bài thứ 2 thì hiện tại đơn nói tới vấn đề idol. Thì bài 1 mình đã hướng dẫn và giải thích các bạn thì hiện tại tiếp diễn. Ví dụ là I am doing là khi chúng ta muốn làm gì đó, diễn tả một hành động đang xảy ra lúc chúng ta đang nói và hành động đó chưa hoàn tất. Và chúng ta cũng sử dụng thì này khi chúng ta muốn làm rõ một hành động gì đó ở hiện tại tạm thời, nhưng sang thì hiện tại đơn. Ví dụ I do, mẫu câu I do thì được sử dụng để mô tả thói quen, những tình huống không thay đổi, những sự thực hiển nhiên và những cái sự sắp xếp đã được cố định từ trước. Thì hiện tại đơn giản là định hình và bạn sẽ sử dụng nó khi muốn diễn đạt ở hiện tại. Và khi chủ ngữ ngôi thứ ba số ít, chúng ta cần phải tuân theo một số quy luật cơ bản. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. Mình ví dụ câu đầu tiên: He drives a bus. Anh ấy lái xe xe buýt. He is not driving a bus. He is asleep. He drives a bus. Thì trong câu này, Alex là một tài xế lái xe và bây giờ anh ta đang nằm trên giường của mình. Và bây giờ anh ta không lái xe, anh ta ngái ngủ. Nhưng mà anh ấy, he drives a bus và anh ấy là một tài xế lái xe. Đây nói tới sự thật, anh ấy tuy đang ngủ nhưng anh ấy là một tài xế lái xe, đây là sự thật. He drives a bus. Và sau chủ ngữ là ngôi thứ ba số ít. Ví dụ như anh ấy, cô ấy hoặc là nó thì các cái động từ đi theo sau drives là lái xe, works làm, do hoặc does thì các động từ mình thêm s hoặc as. Và công thức của nó là are you with they sẽ cộng với động từ, nhưng mà he, she, it sẽ cộng với động từ thêm s hoặc as. Chúng ta nói rằng I drive, nhưng chúng ta sẽ nói rằng he drives, you go, but it goes, they teach, but my sister teaches. Cũng như thế, I have nó khác với she has. Thì khi mà là ngôi thứ ba suýt, mọi thứ sẽ, động từ của nó sẽ thay đổi, mọi động từ của nó sẽ thay đổi. Chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn để nói tới những điều gì đó chung chung, và chúng ta sử dụng để nói thứ gì đó xảy ra suốt khoảng thời gian đó, cứ lặp đi lặp lại hoài, lặp đi lặp lại mãi và diễn tả một cái sự thật gì đó chung chung, sự thật hiển nhiên. Ví dụ, các y tá chăm sóc bệnh nhân ở bệnh viện, nurses look after patients in hospitals. Ví dụ, I usually go away at weekends. Tôi thường đi xa vào cuối tuần. Chúng ta nhớ công thức của nó là he drives a bus là gì? Là câu gì? Câu thể hiện một cái sự thật hiển nhiên, mô tả một anh chàng. Và chúng ta cũng nhớ những câu tương tự như là y tá chăm sóc bệnh nhân ở bệnh viện, nurse look after patient in hospitals. Hoặc là tôi thường đi xa vào cuối tuần, I usually go away at weekends. Hoặc là trái đất quay quanh mặt trời, goes around the sun. Hoặc là quán cà phê này mở cửa lúc 7:30, the cafe opens at 7:30 in the morning. Và khi mà câu phủ định thì ta nhớ là thêm not sau do hoặc là thêm not sau does. Các bạn để ý nè, are you with they thì mình sẽ cộng với not, do thành do not. Are you with they do not hoặc are you with they don't work hoặc là try hoặc là do have, các động từ phía sau trở về động từ nguyên mẫu như bớt. Nhưng mà he, she, it thì sẽ nói does not hoặc là doesn't work, try, do, have, các động từ cũng trở về nguyên mẫu. Ví dụ I don't go away very often, tôi không đi xa thường xuyên. Rice doesn't grow in cold climates, gạo lúa sẽ không mọc ở nơi có thời tiết lành. Và cái thể ngắn của nó là don't và doesn't bằng does not, don't bằng do not. Và chúng ta sử dụng do, does để thực hiện
thể khẳng định và câu hỏi nghi vấn. Và khi câu hỏi nghi vấn, ta đưa trợ động từ do hoặc does ra trước chủ ngữ. Ta có công thức sau: do, I hoặc we, you, they, what. Do I hoặc we, you, they, try. Does he or she it do. Does he have. Does she have. Does it have. Các bạn nhớ nhé. I come from Canada. Where do you come from? Tôi đến từ Canada, bạn đến từ đâu? Khi mà chủ ngữ là tôi, đại từ là tôi, chúng ta dùng trợ động từ là do. Nhưng mà nếu như chủ ngữ là it hoặc là he hoặc she, chúng ta sẽ dùng trợ động từ là does. Ví dụ, what does it word mean? Từ này có nghĩa là gì thế? Sometimes do is also the main verb. Ví dụ như tôi không làm, I do not do it. Hoặc I don't do it. Cô ấy không làm, she doesn't do it. Hoặc là she does not do it. What do you do? Bạn làm gì thế? Công việc của bạn là gì? Tôi làm ở cửa hàng. I work in a shop. He's always so lazy. He doesn't do anything to help. Anh ấy luôn làm biếng. Anh ấy không bao giờ làm gì để giúp đỡ ai hết. Chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn để nói tới how often we do things. Bao lâu một lần chúng ta làm điều đó. Ví dụ, tôi thường thức dậy lúc 8 giờ sáng mỗi ngày. I get up at 8 o'clock every morning. Thế bao lâu một lần bạn đi tới nha sĩ? How often do you go to the dentist? Julia không uống bia, không uống trà thường xuyên. Julia doesn't drink tea very often. Robert usually goes away 2 or 3 times a year. Robert thường đi 2 hoặc 3 lần. Đi xa 2 hoặc 3 lần một năm. Always, usually, never. Có nghĩa là luôn luôn, thường thường và không bao giờ, thường đứng trước các động từ. Ví dụ, Jack always wears nice clothes. Jack luôn luôn ăn mặc chỉnh tề. Thì chữ always luôn luôn đứng trước động từ wear. Nó không đứng sau wear các bạn nhé. Ví dụ, I always get up early. Tôi luôn luôn thức dậy sớm. Anh ấy luôn luôn thức dậy sớm. He always gets up early. Thỉnh thoảng thì chúng ta do things by saying something. Ví dụ, chúng ta làm bằng việc nói lên điều gì đó. Ví dụ, chúng ta khi mà bạn hứa với ai làm gì đó thì bạn có thể nói I promise. Khi bạn đề nghị ai đó, bạn cũng có thể nói I suggest. Và khi bạn hứa sẽ làm gì đó hoặc không làm gì đó cho ai, bạn cũng nói I promise it won't be late. Tôi hứa là không bị trễ đâu. What do you suggest I do? Bạn đề nghị tôi nên làm gì? I suggest that you should. Đó, câu lần thứ tôi đề nghị là bạn nên như thế này như thế kia. Cũng tương tự, tôi xin lỗi, I apologize. Về cái việc gì đó, I apologize for, ví dụ như for being late, về việc bị trễ. Hoặc là I apologize that I came late, ví dụ vậy. Nó bắt đầu bằng một mệnh đề. Hoặc là I advise you that, ok. Tôi khuyên bạn rằng I insist that. Tôi cố gắng cứ khăng khăng rằng. I agree that, tôi đồng ý rằng. I refuse that, tôi từ chối rằng. Rồi, như vậy là mình đã hoàn thành thì hiện tại đơn và cách dùng của nó như thế nào và cách sử dụng phổ biến như thế nào trong văn nói thì mình và giảng giải cụ thể. Các bạn hãy xem lại và hãy vận dụng cho tốt, thật tốt thì hiện tại đơn này nhé. Tạm biệt các bạn. Nếu các bạn có ý kiến gì thì inbox cho mình nhé.